Xin kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, giá mít Thái cập nhật sáng ngày 13 tháng 8 năm 2023, giá mít có tăng nhẹ. Cụ thể, tại Tiền Giang mít nhất là 44.000 đồng, mít nhì là 34.000 đồng một ký, kem lớn là 42.000 đồng, kem nhì là 32.000 đồng, kem ba là 12.000 đồng và mít chợ là 6.000 đồng. Tại Đồng Tháp, An Giang và Long An, kem lớn là 41.000 đồng, kem nhì 31.000 đồng và kem ba là 11.000 đồng. Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Kiên Giang, kem lớn 40.000, kem nhì 30.000 và kem ba là 10.000 đồng. Vĩnh Long, Trà Vinh, kem lớn là 41.000, kem nhì 31.000 và kem ba là 11.000 đồng. Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Thuận, Tây Ninh, Bình Phước, Tây Nguyên, giá mít kem lớn là 26.000 và kem nhỏ là 8.000 đồng. Giá kênh cập nhật là giá thương lái mua tại vườn, sẽ có sự chênh lệch nhất định tùy theo mỗi địa phương, tùy theo thương lái nha bà con. Hiện tại giá mít cũng có nhiều biến động, mỗi ngày có khi lên xuống 2-3 lần, bà con nhớ đón theo dõi thường xuyên. Cảm ơn bà con đã theo dõi kênh, xin kính chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn cửa hàng điện máy Phúc Anh, phucanhstore.com đã luôn đồng hành và hỗ trợ cho kênh Nhà Nông Miền Tây để có thể mang đến nhiều thông tin hơn cho bà con nông dân. Phúc Anh Store chuyên cung cấp các mặt hàng điện máy, điện gia dụng chính hãng.